Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh đang ở trong khu vực công viên, kính thưa bạn. Thì công viên ngay bây giờ đang vắng vẻ, tức là ở nơi đây người ta đã đi nghỉ hè hết tất cả. Khi các em học sinh đã nghỉ hè thì cả gia đình họ đã đi nghỉ hè, thời gian có thể nói là một tháng ở quốc gia này sung sướng cái chỗ đó. Nó đúng khi mà các em học sinh nghỉ học là cả gia đình đi nghỉ hè. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Thì các bạn cũng nhìn thấy một bức tranh ở cặp cái bờ biển ở khu vực của Du Danh ở nơi đây, cách khoảng 10 cái số trở lại. Thì xung quanh nơi đây là biển cả rất nhiều, vì vậy người ta chụp những hình ảnh photo giới thiệu qua cái khu vực này. Đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công với những trận chiến mà Ukraine đang thần tốc để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Dòng ngày hôm qua mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh, nói đến là lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga, từ bên ruột của Tô và Quốc và lẫn cả đảo Crimea, Sevastopol và nhiều khu vực tỉnh thành khác. Thì nói đến một nhà máy lọc dầu của Nga, dòng ngày hôm qua đã cháy nặng nề và hư hại. Theo giám đốc nhà máy lọc dầu của Nga đã cho biết, nói đến việc mà máy bay không người lái đã tập kích vào nhà máy lọc dầu này, thì theo chính quyền địa phương đã cho biết là nhà máy bốc cháy và hư hại nhiều khu vực cũng như nhà máy đang ngừng hoạt động. Nhà máy đã công suất như vậy là hàng ngày lên tới 240.000 thùng dầu để sản xuất chế biến ra dầu hỏa, nhưng bây giờ đã ngừng hoạt động. Đó là những gì nói trong ngày hôm qua. Còn những nơi khác thì Du Danh chưa biết được cũng như chưa được tin tức cụ thể. Nhưng bên cạnh đó thì kính thưa bạn, nói đến là ở tại bên ruột cũng như đảo Crimea và Gotko và Quốc với những tỉnh lỵ chung quanh này, thì lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích như vậy tổng số là 75 chiếc máy bay không người lái cảm tử và lẫn cả xuồng cao tốc ở đảo Crimea. Những sự thiệt hại đó chưa có tin tức cụ thể như sau, thì chúng ta hãy chờ xem. Nhưng đầu tiên đó là nhà máy lọc dầu của Nga đã bị hư hại nặng nề. Đó là chi tiết về trong ngày hôm qua mà lực lượng quân đội Ukraine đang phản công, tấn công lại những mục tiêu mà Nga đã tấn công vào đất nước của Ukraine. Thì rạng sáng ngày hôm nay nói đến là Mi-31 của Nga cũng cất cánh. Ukraine đặt ở trong tình trạng báo động và chưa có tin tức thiệt hại ra sao, cũng như Nga tập kích vào ở phương hướng nào. Đa phần thì nói đến Mi-31 Nga cất cánh và tập kích vào ở khu vực miền Bắc của Ukraine và lẫn cả miền Đông, đó là ở khu vực Avdiivka. Mà trận chiến đang ác liệt ngày hôm nay đó là ở tại Vologda, kính thưa bạn. Vologda là một trong vùng chiến địa đang sôi động mà tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki, ông cho biết nói Nga đang tăng tốc và gia tăng để tấn công, chiếm cho bằng được thành trì ở khu vực này, đặc biệt nhất từ Chachuya và lẫn cả Vologda cũng như Liman, Kupiansk, tất cả các khu vực này Nga hàng ngày tập kích là bom có thể lên tới là hàng trăm quả, từ bom 3 tấn và nhiều loại tên lửa cũng như rocket mà lực lượng quân đội Ukraine đang phải miệt mài đáp trả với những loại vũ khí, đặc biệt nhất là bom không chính xác của Nga. Bom của Nga thì có cánh bay, kính các bạn, khi sải cánh
thì ở cách xa như vậy là 150 cây số với những chiếc máy bay B-41 không dám lọt vào không phận của Ukraine mà là ở những khu vực thuộc phần đất của Nga, chẳng hạn như Bengal hay là ở Gutto và Kursk, với ba tỉnh lỵ này nằm trong khu vực gần Donetsk và Lugansk. Nga lợi dụng vào cơ địa là phần đất của Nga để tấn công vào quân đội của Ukraine ở tiền tuyến thuộc vùng miền đông của Ukraine ngày hôm nay. Theo tin tức từ lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết, ông nói là chiến địa ngày hôm nay mà Ukraine đang bày trận ra hôm nay là bày trận để lằn ranh đỏ Nga không thể vượt qua, Putin trở thành một trò hề ở cuộc chiến này. Vì vậy, trong những ngày qua và cho đến hôm nay, lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công và trận đánh cũng như những đòn chi viện của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy và thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt nhất là ở vùng miền đông và luôn cả miền bắc của Ukraine như tỉnh Kharkov, quận Volchan, Sumy, Kupiansk và Robotyne. Tất cả các khu vực này, lực lượng quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát hoàn toàn và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga. Đó là theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã cho biết. Còn riêng về phía Nga, hiện nay thì nói ở tại Pugos, thì Nga hiện đang bao vây 1.000 quân của lực lượng quân đội Ukraine và có thể là lực lượng quân đội Ukraine rơi vào tình trạng bế tắc và không thể rút quân được. Đó là phía Nga đã công bố, và Nga cũng phá hủy một hệ thống HIMARS của Ukraine. Qua hình ảnh từ đoạn video của Nga đã công bố, với máy bay không người lái đã lũi thẳng vào đoàn xe vận chuyển này trên dưới khoảng 3 chiếc. Nhưng nếu nói tình tiết này thì xem bộ hơi không đúng với những gì mà giới hỏa tiễn HIMARS của Ukraine đã tập kích và tấn công. Vì nói là tất cả các hệ thống HIMARS mà theo từ tin tức Anh Quốc và lẫn cả Đức đã cho biết là khi vũ khí đã đến mọi nơi thì chiếc xe để lắp bài hỏa tiễn HIMARS vào chỉ có một chiếc duy nhất với cấu hạ xuống và gắn đạn lên, sau khi đó là bắt đầu xe rời đi và còn lại là có vỏ không nơi đây và những chiếc khác đến để gắn trên gầm xe. Đó là đúng và chính xác hơn, cũng như luôn cả hệ thống radar là sẽ đi trước tiên, không phải đi 3-4 chiếc cùng một lúc như trong đoạn video của Nga đã đăng tin, là tập kích đúng chính xác hệ thống hỏa tiễn HIMARS của Ukraine thuộc ở vùng Donbass. Đó là phía Nga đã công bố. Trước tình cảnh này, kính thưa bạn, về tình hình hiện nay cuộc chiến ở tại miền đông lẫn cả miền bắc của Ukraine, như các báo chí bình luận và luôn cả Ukraine cũng nhận định về tình hình hiện tại, nói đến vấn đề tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ hiện nay mà cả hai bên đang mệt mỏi từ lực lượng quân đội Ukraine và lẫn cả Nga. Nhưng nếu Nga mà không tung tin về tin chiến thắng thì Putin khó chịu và cũng như đang tức tối. Nhưng tình cảnh của Nga hiện cũng đang rơi vào tình trạng tồi tệ, từ binh lực của Nga đang cạn kiệt và luôn cả vũ khí. Trong đó, với những gì mà các báo chí bình luận thì giữa hai bên hiện nay đều đăng tin là đang đạt thành công. Nhưng mục tiêu ở chiến trường, theo tình báo Anh Quốc nhận định và chia sẻ, theo dõi sát về tình hình trận chiến từ hình ảnh vệ tinh trong tuần lễ qua và cho đến nay, Nga thì có tấn công thật sự về vũ khí cũng như tên lửa và lẫn cả máy bay không người lái. Giữa hai bên thường xuyên đang tấn công, nhưng mục tiêu ở chiến trường về tình hình trận chiến thì vẫn dậm chân tại chỗ. Nga cũng không đạt được thành công nào từ 200m, 300m trở lại. Sau khi đó, lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó và giành lại, thì cuối cùng vẫn là tay không chân rồi. Nhưng hai bên, là đặc biệt nhất là phía Nga, đã thiệt hại nặng nề. Theo tình báo Anh Quốc, cứ mỗi một đợt tấn công của Nga bằng bộ binh cũng như luôn cả xe mô tô hay là xe cát cát thì đã bị lực lượng quân đội Ukraine tập kích và tấn công. Đặc biệt nhất là với mỗi một đợt tấn công của Nga thì hàng trăm máy bay không người lái tự sát của Ukraine bắt đầu quây quần và quanh kích. Vì vậy họ thiệt hại nặng nề ở chiến trường này. Mỗi khi đã
xung phong tấn công vào ở tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine thì Nga đang cạn kiệt. Vì vậy, nói trong những trận đánh ở trong tuần lễ vừa qua cho đến nay vẫn là hai bên bất phân thắng bại. Theo những gì từ Anh Quốc đã cho biết, một trong tin tức đáng vui cho Ukraine ngày hôm nay, kính thưa bạn, nói đến là vấn đề F-16 đang chuẩn bị đến cho Ukraine trong những ngày tới. Và điều đặc biệt hơn là Ukraine sẽ nhận được 1,5 tỷ đô la từ các khoản tiền mà Hiệp hội châu Âu đã đóng băng và cả Hoa Kỳ, đó là tài sản của Nga, lấy tài sản của Nga để mua vũ khí và tấn công lại Nga. Đây, cái chuyện này hơi vui nhất kính các bạn. Hiện nay thì Nga chưa có lên tiếng điều này, nhưng theo Hiệp hội châu Âu đã công bố cho biết là các khoản tiền mà Ukraine có thể nhận được từ 3,5 tỷ đô la cho đến 4 tỷ đô la hàng năm, đó là khoản tiền lời là lần đầu tiên Ukraine bắt đầu nhận vào đầu tháng 8, là 1,5 tỷ đô la khoản tiền hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đó là Hiệp hội châu Âu mới vừa công bố. Còn lại về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ ở khu vực miền Nam cũng như luôn cả Zaporizhia thì vẫn dậm chân tại chỗ. Hầu như ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay chưa có một tin tức nào về tình hình ở miền Nam thuộc Kherson mà Nga đạt thành công, mà lực lượng quân đội Ukraine thì giữa hai bên vẫn tiếp tục tập kích và pháo kích lẫn nhau, không có một chi tiết nào cụ thể sự thiệt hại giữa hai bên. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự trong 24 giờ. Hôm nay thì hãy nói lực lượng quân đội Ukraine đang ở trong cái tình thế là phấn khởi và đạt được nhiều thành công từ Hiệp hội châu Âu, NATO và lẫn cả Hoa Kỳ hỗ trợ cho vũ khí cho Ukraine nhiều thật nhiều, cũng như tất cả các quả lực đã chuyển về cho đến Ukraine đạt được thành công như gì từ lời của Tổng thống Zelensky. Ông viết hàng đêm ở trên Twitter của ông. Và ông cho biết hiện nay là Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và lực lượng quân đội Ukraine sẽ giành lại lãnh thổ của mình theo những gì mà ông đã tuyên bố và đưa ra. Còn lại vấn đề đất nước Nga ngày hôm nay, nói đến đầu tiên là lời của ông Beko lên tiếng về vấn đề Ukraine đang kêu gọi đàm phán. Và hiện tại như lời của Tổng thống Zelensky ông đã từng nêu ra vừa qua và cho đến hôm nay, sườn đàm phán đã bắt đầu đã có xong, tức là hơn 80 quốc gia đã ủng hộ Ukraine về việc đàm phán này. Thì ông Peskov ông cho biết ông đã duyệt đàm phán và cũng như Ukraine hiện đang thúc giục kêu gọi Nga ngồi vào cuộc đàm phán hôm nay. Điều đó rất tốt cho Ukraine. Cái là giải pháp đàm phán để chấm dứt chiến tranh thì nó đến gần hơn và có thể đạt được mục tiêu thành công. Nhưng Nga vẫn đang xem xét về tình hình cuộc đàm phán. Như vậy là có lợi cho Nga, có kết cuộc có như những gì mà đáp ứng nhu cầu của Nga hay không, qua lời Putin đã tuyên bố vừa qua với những gì mà Nga đã nêu ra. Thì theo lời của ông Peskov cho rằng là hiện nay Ukraine đang kiệt sức, bắt buộc phải ngồi vào cuộc đàm phán càng tốt, càng sớm càng tốt cho Ukraine để hai bên bớt đi thương vong. Và cái giải pháp đàm phán đó là Nga phải tìm hiểu thêm, cũng như thế giới phải nghiêm chỉnh và chấp thuận điều kiện đàm phán của Nga như thế nào. Đó là lời của ông Peskov kính thưa bạn. Thì nói tới nó lui về Nga về vấn đề cuộc đàm phán, Nga bây giờ thì đang rơi vào vấn đề khủng hoảng này. Nga muốn đàm phán cho nó xong, nhưng với kiểu cách đàm phán của Nga là bắt buộc Ukraine phải giao 4 tỉnh lỵ cho Nga, từ Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk, luôn cả đảo Crimea, cũng như quân đội của Ukraine phải rút rời khỏi ở chiến trường những tỉnh lỵ này. Vì vậy là Tổng thống Zelensky ông không bao giờ chấp thuận điều kiện đó, mà cái giải pháp 10 quan điểm của ông, hơn 80 quốc gia đã ủng hộ ông, vì 10 quan điểm đó bắt buộc Nga phải rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine, đó mới là một giải pháp hòa bình toàn diện. Còn nếu không thì cuộc chiến vẫn tiếp tục. Vì vậy với lời của ông Peskov, nói tới nói lui vẫn là vấn đề câu thông quyền lợi và Nga chiếm lấy lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là những gì từ lời ông Peskov
đã nêu ra nhiều chi tiết cụ thể hôm nay, kính thưa bạn. Nói đến đất nước Nga trong giai đoạn hiện tại này, khi lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga trong những ngày qua và cho đến hôm nay, thì bằng chứng cụ thể cho thấy là Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về nhân lực cũng như luôn cả vũ khí và thiết bị của Nga. Bên cạnh đó, Nga chưa có chấp thuận là ngồi yên, kính thưa bạn. Đặc biệt nhất là Putin trong những ngày qua và cho đến nay đang điên đồng nhức óc và tìm một giải pháp nào để đạt được thành công. Đặc biệt nhất là cuộc chiến ở miền Bắc và miền Đông của Ukraine, Nga chưa nuốt trọn được hai tỉnh lỵ này. Về ở tại Donetsk cũng như Lugansk, Nga chỉ chiếm được như vậy là 75%. Với hai tỉnh này, còn lại 25% lực lượng quân đội Ukraine đang kiểm soát. Nga lợi dụng vào biên giới giữa bên Gục cũng như luôn cả hai tỉnh này để đưa quân và áp sát chiến trường, tấn công càng lúc càng nhiều với quân số trên dưới gần 300.000 quân ở hai tỉnh này. Mà lực lượng quân đội Ukraine thì các bạn biết quân số nó có giới hạn, không giống như Nga, và luôn cả khí tài quân sự bị lệ thuộc từ Hoa Kỳ và lẫn cả NATO. Sự cung cấp vũ khí đó thì Ukraine đã chịu đựng 6 tháng qua không có vũ khí mà Ukraine phải phòng thủ, và bây giờ vẫn tiếp tục ở trong cái tư thế phòng thủ khi tiếng phòng thủ của Ukraine xây dựng chưa được hoàn tất, chưa được trọn vẹn như những gì người ta đã nêu ra. Vì vậy là Ukraine phải chờ đợi có đủ vũ khí, có đủ phương tiện, bắt đầu mở đợt phản công mùa hè năm nay. Mùa hè năm nay là một mùa hè nóng bỏng từ cái ối ức ở chiến trường và lẫn cả hai bên tấn công lẫn nhau. Nga thì cho rằng Nga đang đạt thành công chiến thắng. Lúc nào báo chí của Nga cũng đăng tin đang bao vây chỗ này chiếm chỗ kia, nhưng cuối cùng trong một tháng 7 vừa qua, Nga chỉ chiếm được 2.000 khu dân cư và một khu vực đầm trống thuộc Donetsk và Lugansk, kính thưa bạn. Ngoài ra không chiếm chỗ nào được hết. Với đầm trống thì Nga có thể ở lại và Nga cũng có thể rút quân đi. Còn lại hai khu dân cư chưa đầy, mỗi một khu chưa đầy 2.200 căn nhà thì không phải là một khu vực rộng lớn. Vì vậy là Nga cho rằng Nga đã chiến thắng và đạt được nhiều thành công với mục tiêu của Nga. Theo những gì từ tin tức Bộ Phòng của Nga đã công bố, hiện nay thì nói về kinh tế của Nga và đời sống người dân của Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, và nội bộ đất nước Nga đang nổi dậy. Putin mới đang hết hồn hết vía trước tình cảnh này. Cái sự mà Putin muốn giải quyết về tình hình đất nước của Nga, làm cách nào người dân không xuống đường, người dân không chống đối, đó là vấn đề hiện tại. Khi lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào những mạng lưới điện, đặc biệt nhất là ở Kutno cũng như Ben Gur và những khu vực khác, mà người dân vẫn tiếp tục xuống đường ngày hôm nay, đó là cái nhức nhối của Putin. Bên cạnh đó, trong quốc hội và luôn cả các bang của Nga đang chống đối về tình hình cuộc chiến ở Ukraine. Như vậy, Putin phải cho một con số quyết định là anh có thắng hay không, ngày nào anh chiếm được toàn diện cũng như thành lập vùng điểm được an toàn. Putin không có trả lời câu nói đó, mà Putin cho rằng là giải pháp đó thuộc Bộ Quốc phòng đã lo, kính thưa bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn biết Bộ Quốc phòng cũng là Putin nắm, và Putin chỉ huy tất cả nhưng không thành công, và vũ khí của Nga đang cạn kiệt với những ngày qua và cho đến hôm nay. Nói về chiến trường hiện tại mà người dân của Nga ở tại Ben Gur nói, trước kia xe tăng của Nga ở tại tỉnh Ben Gur tập kết để chuẩn bị tấn công vào Ukraine, con số thì phải nói khủng khiếp. Bây giờ thì không còn chiếc nào nữa, mà quân đội của Nga từ ở chiến trường chạy về, những người bị thương nằm ở bệnh viện Ben Gur cũng như những khu vực khác. Họ nói xe tăng bây giờ đã hết rồi, xe bọc thép cũng hết. Họ chở chúng tôi dục đến ở chiến trường cách xa khoảng 5 cây số, xe không dám vào ở trận địa mà là ở cách 5 cây số, bắt buộc chúng tôi lội bộ vào trong đó. Cứ mỗi một đợt từ 10 tới 15 binh sĩ ở trên xe bọc thép.
và đến đây chúng tôi bị máy bay không người lái của Ukraine săn lùng hầu như giờ nào cũng có. Vì vậy nói đến lời tham mưu trưởng Ukraine ông Tsiki, ông cho biết là chúng tôi không cần phản công, chúng tôi không cần tấn công. Hàng ngày chúng tôi cũng tiêu diệt được quân Nga từ 200 quân trở lên chết và bị thương. Con số này là con số chính xác. Thật sự Ukraine đã lên tiếng nói đến vấn đề này thì Nga đang báo động về vấn đề máy bay không người lái của Ukraine, loại trinh sát mà Ukraine đã thành công, đặc biệt nhất với hệ thống trinh sát máy bay không người lái cỡ nhỏ, bay không thấy dạng, không thấy hình, kính thưa bạn, ở độ cao có, độ thấp có, nhưng quan sát kỹ lưỡng khi có là tất cả các hệ thống từ pháo binh M777, hệ thống HIMARS và chuẩn bị xuất kích và bắt đầu tấn công chính xác trúng mục tiêu. Hệ thống trinh sát đó làm cho Nga hốt hoảng trước tình cảnh này và cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới giữa hai bên sẽ như sao và khi Ukraine phản công và Nga có trụ được hay không, hay là một cuộc chiến Nga phải đóng băng và chờ đợi đến đàm phán để rút quân. Đây là vấn đề các báo chí đang chia sẻ ở trước tình cảnh của Nga ngày hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu. Nói đến tin tức châu Âu là một trong tin tức sôi động làm cho Nga phải điên đầu nhức óc trước tình cảnh này. Theo lời của phát ngôn nhân Liên minh NATO đã công bố cho biết 500.000 quân của chúng tôi đang trực hờ và sẵn sàng đối đầu với quân Nga nếu như Nga tấn công vào Liên minh NATO. Hiệp hội châu Âu NATO có hành động, 500.000 quân đang bủa dây ở các vùng biên giới giáp lại với Nga từ Romania và Phần Lan, Thụy Điển. Đó là Liên minh NATO đã công bố, cũng như Liên minh NATO cho biết thêm trong năm 2025 tới đây là lực lượng Liên minh NATO sẽ có 1 triệu quân. Hiện tại nhiều quốc gia đang bắt đầu thi hành quân dịch, kêu gọi người dân bắt buộc phải thi hành quân dịch thời gian từ 3 tới 6 tháng tùy theo các ban ngành, tùy theo các kỹ thuật cũng như về ngành mà quân đội Liên minh đã tổ chức. Vì vậy những người lính muốn gia nhập vào quân đội thời gian lâu dài phải có hợp đồng, thời gian của nó là từ 1 năm cho đến 2 năm hoặc 3 năm. Những chuyên ngành về kỹ thuật, điện tử, vũ khí, nhiều mặt khác mà NATO đang chuẩn bị hôm nay. Bên cạnh đó, nói đến pháo đài B-52 là bắt đầu hạ cánh ở Romania và 2 phi đội lên tới là 6 chiếc, kính thưa bạn. 2 phi đội này sẽ trực chiến ở biên giới giữa Nga và NATO. Thì giữa Romania, các bạn biết, chỉ cách nhau con biển một chút xíu, không có lớn, thì cũng là cặp biên giới là giới Ukraine. Tại sao Hoa Kỳ đặt pháo đài B-52 ở Romania? Vì vậy làm cho Putin rất khó chịu và tình hình có thể đang căng thẳng của nó diễn ra càng lúc càng nguy kịch của năm 2024. Mà theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Putin, ông cho biết nói mục tiêu của Hoa Kỳ ngày hôm nay đó là bảo vệ Liên minh NATO, bảo vệ châu Âu, không để cho Nga tấn công dù bất cứ trên mọi hình thức. Sự đe dọa của Nga càng lúc càng gia tăng đến NATO. Chúng tôi đưa máy bay ném bom và cũng như máy bay chiến lược tất cả nơi đây, đó là để bảo vệ NATO, theo lời Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Putin cho biết. Còn lại về các quốc gia ngày hôm nay, đặc biệt nhất là Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy, với 3 quốc gia này đang tập trung hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó có Đức. Bây giờ thì Đức đã chuyển giao cho Ukraine 80 xe tăng Leopard loại AM2, một trong loại xe tăng tối tân của Đức mới vừa sản xuất. Thì Đức cũng có công bố cho biết là một trong loại xe tăng này, chủ lực này, là chúng tôi dành riêng cho Ukraine. Và tương lai sắp tới, hàng năm Ukraine sẽ có trên dưới như vậy là khoảng 200 xe tăng Leopard loại
mới này mà Đức đã sản xuất cho Ukraine. Kính thưa bạn, bây giờ thì các bạn đã thấy, nói đến tình hình cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine đang liên quan nối liền lại với NATO. Vì vậy là NATO không thể nào để cho Ukraine thất thủ bằng một phương án những gì mà từ NATO đã công bố vừa qua và cho đến nay. Vì vậy, về hệ thống vũ khí là hiện nay NATO đã thành lập ở tại Romania một căn cứ quân sự và kho vũ khí khổng lồ vừa cho châu Âu và vừa cho cả Ukraine. Đó là giải pháp mà Ukraine hiện đang cần có, cũng như châu Âu cũng đang cần đến hỗ trợ cho Ukraine theo những gì từ Liên minh NATO đã công bố. Một trong tin tức đang sôi động về vấn đề hai quốc gia đang làm mưa làm gió là với Ukraine trong những ngày qua. Nói đến hai quốc gia này, các bạn đã biết hai quốc gia nào, tức là họ đang ngăn cản về vấn đề gói hỗ trợ cho Ukraine nhiều mặt, từ 100 tỷ đô la, 50 tỷ và mấy chục tỷ, thì giữa ông Hungary và Slovakia đều ngăn chặn hoàn toàn trước sử dụng này, sau khi Ukraine bắt đầu đã khóa ống dẫn dầu cho hai quốc gia này, mà theo hợp đồng của Nga và Slovakia vẫn tiếp tục nhận dầu hỏa của Nga và đường ống dẫn dầu chạy ngang đất nước ở Ukraine. Ukraine bây giờ bắt đầu đã ra lệnh trừng phạt Nga với tập đoàn Sukhoi của Nga. Vì vậy, tập đoàn này đã bị Ukraine ngăn chặn và lệnh trừng phạt khóa đường ống dẫn dầu. Thì giữa Hungary và Slovakia đang gửi đơn và yêu cầu Hiệp hội châu Âu giải quyết về vấn đề mà Ukraine đã khóa đường ống dẫn dầu. Kính thưa bạn, nằm chung trong mấy gian hợp ụt ổ với nhau, ăn ngủ chung một giường với nhau là NATO và châu Âu. Nhưng ngược lại, hai ông này lại thân với Nga và tiếp tục mua dầu hỏa của Nga sau lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ đã cấm vận, thì bây giờ đang tố cáo và để đơn lên có thể đưa ra tòa án quốc tế theo lời đe dọa của hai ông này. Thì Ukraine chưa có trả lời, nhưng theo tin tức từ Hiệp hội châu Âu thì đã lên tiếng cho biết, nói với vấn đề mà Ukraine hiện nay đang khóa đường ống dẫn dầu đó là đúng theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và lẫn cả Hiệp hội châu Âu. Thì hai ông bây giờ đang hốt hoảng, tức là tại vì từ trước tới nay, kính thưa bạn, là chống đối để nhận dầu hỏa của Nga rẻ tiền và ngon lành quá. Hai quốc gia này là không bao giờ trừng phạt Nga, không bao giờ dám lên tiếng với vấn đề Nga, cũng như luôn cả không viện trợ vũ khí cho Ukraine. Vì vậy bây giờ Ukraine cắt đường ống dẫn dầu là hai quốc gia này đang trên đời sụp đổ và hốt hoảng ở trước tình cảnh mùa đông sắp đến. Vì vậy là họ phải giải pháp như thế nào, đang kêu gọi nài nỉ Ukraine. Ukraine chưa có trả lời và đe dọa đến việc kiện thưa đến quốc tế, thì quốc tế cũng không có giải quyết được vấn đề này vì Nga là một kẻ xâm lăng tấn công vào lãnh thổ đất nước của Ukraine và giết người dân Ukraine hàng ngày ở đất nước của họ. Và họ không chấp thuận, họ khóa cửa, đường ống không cần biết, anh chạy nơi đâu, anh qua đất nước của tôi là tôi có quyền, tôi khóa. Và bên cạnh đó là Ukraine làm đúng theo hiến pháp cũng như ở từ Liên minh NATO và cả Hoa Kỳ đề ra vấn đề lệnh trừng phạt Nga, thì khóa ống dẫn dầu đâu có gì đâu mà bất lợi cho Ukraine, nhưng bất lợi cho hai quốc gia này. Đó là chi tiết về tình hình hiện nay mà Slovakia và luôn cả Hungary đã lên tiếng. Kính thưa bạn, thì chúng ta hãy chờ xem những cuộc đấu đá đó ra sao và tiết kiệm rành tình cảnh này. Còn riêng về hướng ngoại giao của Hiệp hội châu Âu lên tiếng về vấn đề hỗ trợ Ukraine 1,5 tỷ đô la và vào tháng 8 tới đây, tức là vào bước vào đầu năm của năm 2025, thì Ukraine sẽ nhận thêm 3 tỷ mấy nữa là khoản tiền lời của Nga. Đây là lần đầu tiên khi G7 ở Hoa Kỳ và châu Âu đã quyết định. Thì ông Slovakia ông còn tức giận nhiều hơn nữa, nói trời ơi trời, xong xuôi đất nước của mình đang gặp khó khăn về kinh tế, không lo cho đồng minh của mình là Hiệp hội châu Âu hay là Liên minh NATO,
mà lại đổ vũ khí, đổ tiền bạc cho Ukraine để cho Ukraine đốt. Ukraine là một con quỷ đốt tiền. Theo lời của Thủ tướng Hungary, ông đã lên tiếng. Thì cái chuyện, vấn đề này không phải là Ukraine, mà là Nga. Nga tấn công vào Ukraine và xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì Ukraine giải quyết về vấn đề đó. Về cuộc chiến hôm nay, nếu nói là quốc gia nào có nhiều tiền và có nhiều vũ khí tối tân là chiến thắng. Nga bây giờ thì ở trên bờ cạn kiệt về nguồn lực vũ khí của Nga, đặc biệt nhất là từ máy bay, mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, nói đến máy bay vận tải quân sự L-76 đang trên đà sụp đổ và cũng có thể mất phân nửa phân lực của Nga về máy bay L-76. Bây giờ thì không hoạt động đến 1/3, nhưng tương lai sắp tới là nó còn tồi tệ hơn ở đất nước Nga, và trong đó có cả máy bay chiến đấu từ Su-24, Su-25, Mi-27 và Su-30, Mi-31 cho đến Su-34, Su-35 và Su-57. Su-57 của Nga thì chưa có gì hết, kính thưa bạn, chưa có trình làng và cũng như chưa chiến đấu bao giờ, thì chỉ mới đưa ra vài chiếc, đó là thí nghiệm. Trong cái thời gian thí nghiệm, nhưng theo các báo chí nhận định từ NATO cho rằng Su-57 của Nga chỉ tương đương là với Su-35, chưa đạt được thành công nào, còn ở trong thời gian vận hành thí nghiệm. Vì vậy nó chưa hẳn là một vũ khí tối tân, nhưng bây giờ thì chuẩn bị đối đầu là với F-16 trong thế hệ 4 của Hoa Kỳ ở thập niên 60. Vì vậy là Nga đang lúng túng và không biết phải đạt thành công nào, có thắng được, có vượt qua được F-16 hay không. Đó là chi tiết về Liên minh NATO đã công bố tình hình chiến sự đang nổi bật hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông trong ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, hãy nói trong một cuộc đụng độ và cuộc tấn công của lực lượng Do Thái vào Yemen, là lực lượng của Houthi cũng như luôn cả Liban, là phải nói đang tê liệt. Sự thiệt hại của Yemen ở cảng dầu này là phải nói mức tồi tệ nhất chưa từng có. Bây giờ thì lực lượng của Houthi đã lên tiếng, hành động của Do Thái tấn công vào ở cảng dầu cũng như cảng hàng hóa của Yemen làm thiệt hại có thể lớn là hàng tỷ đô la và làm cho người dân đã chết. Là lực lượng của Do Thái đã tấn công vào cảng dân sự, kính thưa bạn, đó là Houthi đã tuyên bố mấy ngày trước. Houthi nó là bắn tàu chở dầu và cũng như chim và tàu chiến của Hoa Kỳ bị tấn công di dân. Thì bây giờ Do Thái mới quân kích một đợt đầu tiên thôi mà đã rúng rính hết trơn cả đất nước Yemen, thì còn gì để nói. Còn lại vấn đề lực lượng của Hezbollah, ngày hôm qua lực lượng Do Thái tập kích và tấn công, thì lực lượng Hezbollah cũng tấn công lại lực lượng Do Thái làm cho 31 người đã bị thương, đa số phần nhiều là binh sĩ của Do Thái, qua một cuộc tập kích sát dọc biên giới mà lực lượng của Do Thái nơi đây không có hệ thống chùm sắt, kính thưa bạn, vì từ ở cặp biên giới với nhau chưa đầy 2 cây số, một cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi đó lực lượng Do Thái đã lên tiếng là chúng tôi sẽ đáp trả với lực lượng của Hezbollah, và tình cảnh hiện tại giữa lực lượng Do Thái và Hezbollah cũng như lực lượng Houthi sẽ còn dang dẳng và còn nhiều đợt tấn công sắp tới. Hai bên đáp trả với nhau, đáp trả qua, đáp trả lại, và cuối cùng của nó như thế nào, có được chấm dứt cuộc chiến tranh ở Trung Đông này hay không, hay là nó sẽ suy đến một mức độ tồi tệ. Theo các báo chí bình luận cho rằng là tình hình ở Trung Đông hiện đang giằng co và không có hồi kết thúc, cũng như không có một cuộc đàm phán nào để chấm dứt giữa lực lượng của Houthi, Hezbollah và Hamas. Đó là tình cảnh về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ. Riêng về Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông lên tiếng cho biết nói tình hình hiện nay ở dải Gaza, miền Nam và miền Bắc của Gaza, chúng tôi sẽ đạt thành công và chúng tôi sẽ đẩy lùi quân Hamas, và con đường sống sót của quân Hamas đó là
một sự lựa chọn đầu hàng. Nếu như không đầu hàng, bắt buộc chúng tôi phải quét sạch ở nơi đây. Tình hình càng lúc càng đáng căng cho người dân của Palestine, và nhiều diễn cảnh sắp tới có thể là Liên Hiệp Quốc lẽ ra là nhức đầu nhức óc trước tình cảnh này. Kính thưa bạn, giờ lo hỗ trợ cho người dân Palestine, con số 2,2 triệu người là một trong con số khổng lồ mà ngồi không để chờ ăn. Kính thưa bạn, bây giờ thì họ cũng không có làm gì được ở quốc gia này. Họ đang rơi vào tình trạng bế tắc, cũng như về ngành kinh tế sản xuất của đất nước Palestine. Các bạn đã biết, cái xứ ăn chó ăn đá, gà ăn muối, ngoài cái việc dầu ô liu ra, không có gì hết. Còn lại là nguồn cung cấp từ nhân đạo trên thế giới hỗ trợ cho họ. Thì bây giờ họ đang rơi vào cái tình trạng bế tắc này, đang nhỏ giọt và càng lúc càng thê thảm. Cái giải pháp mà hòa bình hiện nay theo viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định cho rằng giữa Do Thái và Hamas chỉ có giải pháp duy nhất, đó là Hamas sẽ không còn bóng dáng ở tại Palestine. Ngày đó Palestine mới có một cuộc hòa bình sắp tới, và cuộc chiến này có thể kéo dài thời gian đến là bầu cử ở tại Hoa Kỳ, và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt theo những gì từ viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định về tình hình ở tại Trung Đông. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, xem như cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ, nếu như cựu tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử, và ông sẽ sắp xếp ra sao, cũng như một cuộc hòa bình như thế nào với hai cuộc chiến đang nổi bật hôm nay, đó là Nga và Ukraine, cũng như Do Thái và Palestine. Thì đó là tin tức về tình hình ở Trung Đông. Bên cạnh đó thì cựu tổng thống Donald Trump, nếu như ông tái đắc cử, ông cũng phải giải quyết đến vấn đề tình hình giữa Iran và làm giàu chất thô nhôm đi đến là sản xuất một trái bom hạt nhân. Ở trước mắt của cựu tổng thống Donald Trump thì vẫn còn những khúc quanh co, vẫn còn những cái gập ghềnh ở trước mắt, khó có thể nói được là những ngày sắp tới. Đó là tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về khu vực châu Á của chúng ta. Khu vực châu Á của chúng ta nói đến về đất nước Trung Quốc hiện đang rơi vào một tình trạng là lụt lội thê thảm nhất chưa từng có trong lịch sử đất nước của Trung Quốc trong những ngày qua và cho đến hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ, kính thưa bạn, thì phải nói con số mà ở tại Giang Nam mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố là sự thiệt hại về nhân mạng qua cơn lụt lội vừa qua. Bây giờ vẫn còn đang tiếp tục lụt lội, chứ không phải là nó chấm dứt đâu, vì lụt trùng trồng lụt, lũ trồng lũ. Thì cái sự thiệt hại đó, 30 người đã tử vong và mất tích. Đó là phía chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố. Nhưng ngược lại, người dân ở tại Giang Nam thì đã cho biết, nói con số đó là con số nói láo và con số nói dốc. Chỉ riêng chính mắt của tôi nhìn thấy hiện tại như vậy là 10 gia đình chỉ trong nháy mắt đã biến mất và không còn một dấu vết ở lại vì sạt lở đất. Trước mắt của họ 10 gia đình là hơn 30 người, và còn lại những nơi khác từ cầu sập ở Thẩm Quyến cũng như nhiều khu vực khác. Nói đến cảnh tàn phá ngày hôm nay, ngay bây giờ đang báo động lên tới là 90 con sông ở trong cái tình trạng báo động cấp cao, báo động đỏ, mực nước đang dâng cao vì từ đập Tam Hiệp đang xả hết công suất, có bao nhiêu chơi xả láng sáng về sớm, nếu không thì chết chắc. Và những con sông lớn từ sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Dương Tử, tất cả những con sông này mực nước đang ở trên cái mức ở bên ngoài của con sông, kính thưa bạn, thì đã là vượt mức 10 mét chưa từng có trong lịch sử của đất nước Trung Quốc. Nói về lụt lội của năm 2024 này mà hiện nay những cơn mưa tiếp tục dồn dập vì cơn bão số 2 đã ập vào miền Trung, và còn nhiều cơn bão đang vận hành ở bên ngoài ngoài khơi của Thái Bình Dương và chuẩn bị đang ập vào đất nước Trung Quốc. Vì vậy người dân Trung Quốc mới lên tiếng
nó trước tình cảnh này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không lo cho chúng tôi và để cho chúng tôi dễ dàng là mặc tình chết hay sống. Vì vậy, tình hình đất nước Trung Quốc đang rơi vào tồi tệ của năm 2024, lục lội này có thể là nạn đói cho người dân Trung Quốc đang chập chững trước mắt. Đó là chi tiết về người dân ở Giang Nam đã lên tiếng. Riêng về Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã tuyên bố về tình hình hiện tại bắt đầu đang và giải quyết đến vấn đề chữa lửa cho tập đoàn sản xuất bất động sản. Về tập đoàn bất động sản này đã sụp đổ thời gian vừa qua, con số tiền lên tới hơn 100 tỷ đô la. Thì một ngón tay để giải cứu ở tập đoàn bất động sản này, theo các báo chí chia sẻ cho rằng một ngón tay này không có giải quyết được vấn đề, chỉ là một cái nhỏ giọt, không thể cứu vãn được bất động sản ở đất nước của Trung Quốc. Thì theo tin tức từ chính quyền của Trung Quốc ở tại Bắc Kinh lên tiếng, cách giải quyết hiện nay đó là mua tất cả các bất động sản mà những căn nhà đang xây dựng hoàn tất, chưa hoàn tất, thì chính quyền của Trung Quốc sẽ mua lại và bắt đầu tái thiết cho người dân. Kính thưa bạn, mà người dân Trung Quốc nói bây giờ tái thiết bán cái kiểu cách đó là chúng tôi không bao giờ có tiền mua nổi cả một đời của chúng tôi gửi là một căn nhà ở những tòa nhà chung cư, nhưng chúng tôi cũng không dám ở vì thời gian vừa qua cho đến nay những căn nhà mà bỏ nửa chừng xây dựng không hoàn tất, vì vậy là không có chất lượng, không biết nó sập giờ phút nào, tốt nhất đừng nên mua, theo những gì mà người dân Trung Quốc đã lên tiếng hôm nay. Ở trước tình cảnh thì phải nói là quả đen đã đến đất nước Trung Quốc trong năm 2025 tới đây, mà các báo chí bình luận từ người dân Trung Quốc đã lên tiếng và luôn cả báo chí của Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản dân dân hỏi tại sao là quả đen đến với đất nước Trung Quốc là gì? Cựu Tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử, tức là cái mối quả này ập lên đầu của Tập Cận Bình, khó có thể giải quyết được lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì ngay bây giờ ở tại Trung Quốc họ ùng để kéo đến đất nước Mexico và tìm đường để vượt qua Hoa Kỳ. Hiện tại ở tại Mexico trên dưới hơn 3.000 người, một đoàn người để di cư vào đất nước Hoa Kỳ trong cái tình cảnh trước thềm bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Kính thưa bạn, thì chuyện này phải nói là cái chuyện ăn cơm bữa thường xuyên xảy ra, nhưng đặc biệt nhất là người dân Trung Quốc lên tiếng cho biết, nói kể từ đầu năm cho đến nay thì một số người Trung Quốc đã định cư được ở tại Hoa Kỳ lên tới 56.000 người, và những người đại gia, những người có tiền từ bạc triệu đô la trở lên. Còn lại với những người nghèo khổ thì họ đi bằng đường vượt biên và đi xuyên qua nhiều quốc gia, sau khi đó đến Mexico và để tìm đường lọc qua biên giới. Thì họ nói hiện nay theo trả lời của hãng thông tấn CNN đã cho biết, nó trước tình cảnh này đất nước của Trung Quốc chúng tôi cần phải vượt khỏi, chúng tôi bất cấp, chúng tôi ra đi dù cho tan quan tài sản và mất mát tất cả, chúng tôi cũng phải đi. Và khi hỏi tại sao anh lại đi khi anh có tiền ở Trung Quốc, nói gì đất nước Trung Quốc chúng tôi có việc học ăn nhưng mà không có học nói mà lạng quạng, nó vô nó quýnh trong tù xong xuôi rồi nó nhốt trong trọng vài bữa cái ra nó móc nội tạng hết trơn, cái nơi mà cái ra ruột phèo phổi gì là nó bán hết. Sau khi đó nó đó là lý do đột quỵ chết và trả thi thể về nhà. Còn hỏi tại sao thi thể của người đã bị đột quỵ chết mà anh phải khám tử thi để nghiên cứu điều tra, kính thưa bạn, rồi xong phim luôn. Vì vậy họ phải rời đi tất cả. Họ biết rằng, họ nói là tôi biết rằng tôi đến ở đất nước Hoa Kỳ không phải là một thiên đàng, một thiên đàng giàu có, một thiên đàng để sống hạnh phúc, nơi nào cũng phải làm ăn. Ở Hoa Kỳ phải cuộc chạy đua với thời gian để kiếm tiền kiếm sống, nhưng nơi đây tôi được tự do, tôi được tiếng nói. Vì vậy cái quan trọng của chúng tôi hiện tại ở nơi nào cũng vậy, nơi đó có tự do
là nơi hạnh phúc nhất của tôi, theo người Trung Quốc trả lời ở trên đài truyền hình của CBC, kính thưa bạn, qua cái một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters. Và nhiều báo chí cho rằng là tình trạng của người dân Trung Quốc hiện tại đang tấp nập để vượt biên đến Hoa Kỳ. Tức là chứng tỏ cho thấy chế độ của Tập Cận Bình sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là những gì ở tại đất nước Trung Quốc đang nêu ra. Còn lại vấn đề giữa Philippines và Trung Quốc cũng như hai bên đang đàm phán tạm thời để chấm dứt những cái cuộc đe dọa đụng độ ở Biển Đông thường xuyên xảy ra mà hai bên đang cố gắng với nhau quyết tử. Thì Tổng thống Marco Philippines, ông nói gì trước ngày hôm nay? Ông nói việc đàm phán để ngừng kích động với nhau hiện tại cái bây giờ đó là cái giải pháp tạm thời. Tôi tuyên bố chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh và giành quyền lợi cũng như lãnh thổ đất nước của chúng tôi mà chúng tôi đã gửi đơn lên tòa trọng tài Liên Hợp Quốc để giải quyết về tình hình ở bãi cạn Comoro mà Trung Quốc đang xâm chiếm chúng tôi một cách trái phép, và chúng tôi cũng sẵn sàng sử dụng đến vũ lực quân sự đối đầu với Trung Quốc. Đó là theo lời của Tổng thống Philippines, ông Marco, ông đã tuyên bố. Ông cũng kêu gọi Việt Nam phải hợp tác và chúng ta cần một nỗ lực để xây dựng một khối đoàn kết để bảo vệ vùng biển lân cận với chúng ta. Nếu không, Trung Quốc sẽ bắt đầu lấn át nhiều hơn nữa. Thì Việt Nam hôm nay đã tuyên bố vào cuối tháng 8 sẽ bắt đầu có một cuộc tập trận hàng hải lời giới Philippines, tức là cảnh sát biển giữa hai bên, một cuộc tập trận và tuần tra bảo vệ chung ở khu vực vùng biển này. Đó là theo lời của Tổng thống Philippines, ông đã tuyên bố từ phía Việt Nam đã chấp thuận điều kiện đó. Đó là cũng là một trong các tin tốt mà cho Việt Nam từ trước đến nay thì chưa bao giờ dám lên tiếng điều này. Chuyện gì sắp đến với Việt Nam cũng như khu vực châu Á của chúng ta ở trước tình cảnh này? Riêng về Ấn Độ ngày hôm nay, một vụ tai nạn và tàu chiến của Ấn Độ, nói là tàu đến là 2,000+ tấn, một vụ tai nạn và chìm lật tàu làm cho một người đã tử vong và hàng chục người đã bị thương về một vụ tai nạn tàu của Ấn Độ. Nói đến về kỹ thuật Ấn Độ, tàu chiến hay luôn cả máy bay, luôn cả trực thăng trong đó, thì thường xuyên xảy ra những sự vụ tai nạn đó. Lý do nhiều vấn đề, nó là do kỹ thuật của Ấn Độ, tức là không chu đáo. Học thì có nhưng mà hành thì không có chính xác. Vì vậy thường xuyên xảy ra vấn đề tai nạn từ máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và lẫn cả tàu chiến, thường bị cháy nổ vân vân. Đó là chi tiết về Ấn Độ trước tình hình này mà các báo chí lên tiếng. Còn lại vấn đề giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên cũng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, thì theo lời Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông nói Hoa Kỳ quyết định xây trục châu Á và củng cố bảo vệ đồng minh từ Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như luôn cả Đài Loan, Philippines với tất cả đồng minh của Hoa Kỳ. Hiện nay là cần phải có một cái mấu chốt để đoàn kết với nhau, và Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ cũng sẽ gặp làm việc là giới giới ngoại giao của Trung Quốc, đó là Dương Nghị và ông Đặng Quân, và hai bên sẽ nối lại việc đàm phán vì tình hình ở Biển Đông hiện đang căng thẳng ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình ở Biển Đông trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta. Nói đến tin tức Việt Nam đang nổi bật mà Hoa Kỳ đang nhập cuộc lần đầu tiên, và giữa lúc thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đã từ trần ở cái tắc thở vào tuổi 80, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đến tham dự tang lễ của Nguyễn Phú Trọng qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ có cuộc họp làm việc cùng với Việt Nam và thời gian là 2 ngày, cũng là cái ngày 25 là ngày 26 là ngày tiễn đưa Nguyễn Phú Trọng đi về an nghỉ nơi nào đó, Trần Đại Quang hay là ở nơi nào chưa biết, kính thưa bạn. Thì theo tin tức từ Hoa Kỳ đã thông báo, cũng như việc tang lễ tổ chức hôm nay chủ trì là Tô Lâm,
Tô Lâm chịu trách nhiệm trưởng ban về vấn đề tang lễ mà ngộ con gái chính phủ Việt Nam. Duy Anh đang thắc mắc hoài, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không thành lập một cái đội mà chuyên về vấn đề mai táng cũng như hành lễ cho cán bộ ở cấp cao khi qua đời, mà chờ đến khi sự vụ đó xảy ra thì bắt đầu lại là phải tập dượt. Ây cha, nhìn thấy tập dượt cảnh tình này là hơi bị mệt quá. Thay vì những quốc gia khác, người ta có một chuyên đội lúc nào cũng có tập dượt tất cả hết và không bao giờ biết, mà đến khi xảy ra những sự vụ đó, xảy ra những người ở cấp cao cán bộ mà đã từ trần thì chỉ cần lôi ra đã có. Thì bây giờ làm chi để mà ngang khô trương lên. Bây giờ nguyên cả một đội quân mà đưa tiễn Nguyễn Phú Trọng đi nhập tịch ở thế giới bên ngoài thì phải nói chuẩn bị đang rùm rang. Nhiều chuyện xảy ra ở Việt Nam mà người dân Việt Nam đã lên tiếng. Thì bên cạnh đó, kính thưa các bạn, cũng nhiều báo chí, đặc biệt nhất là báo Tuổi Trẻ và báo Dân Trí đã đăng tin nói đến vấn đề cuộc đời của Nguyễn Phú Trọng rất là giản dị bình thường, với một căn nhà đập sách, một căn phòng chỉ có 25 mét, với một chiếc bàn và một cái ghế, chung quanh những sách của ông là Karl Marx Lenin, cái thời mà Karl Marx mà dạy học ở bên Anh Quốc, Bá Tước đó bị đuổi đó, kính thưa bạn, thì đang nghiên cứu về Cộng sản Việt Nam và sách Hồ Chí Minh. Và cuộc đời của ông rất giản dị, ông đi với một chiếc xe ô tô Toyota ở đời cũ, và chiếc xe chỉ chạy được cọc cạch thôi, chứ còn ông không có xe xua, ông có khoe khoang gì hết cuộc đời của ông. Nhưng bên cạnh đó thì con cái của ông và thân nhân của ông thì sao, không ai nêu chi tiết. Nhưng đó là cái hình thức ở bên ngoài, một cái vẻ đẹp ở bên ngoài, nhưng ở bên trong của nó còn chuyện gì nữa. Bây giờ thì các báo chí ở nước ngoài người ta đang mổ xẻ cũng như nói đến về việc Nguyễn Phú Trọng. Ông là cái người đã có công đốt lò, nhưng ông đốt không khéo, không biết tại sao mà lò của ông thì đã cháy. Và về nạn tham nhũng, đất nước Việt Nam vẫn còn, dù rằng ông kêu gọi và làm nhiều chuyện tốt ngày hôm nay với dàn cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là chính ông đã xây dựng và chính ông đã đốt. Ông đốt hàng loạt với những củi quý này. Vì vậy là sau khi ông đã từ trần và cái lò tiếp tục có ai đốt nữa hay không, hay là sẽ dẹp bỏ và còn lại số cán bộ của ông rất vui mừng khoái chí, chủ lò đã di cư về âm phủ. Như vậy là cái vấn đề vấn nạn tham nhũng ở tại Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhiều hơn nữa. Đặc biệt nhất là Tô Lâm hiện nay là đang ở chức vụ chủ tịch nước và cũng là sắp tới sẽ là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và Trọng Lú cũng là một chủ tịch của mafia đỏ. Ấy cha, chuyện này càng lúc càng hơi căng cho Việt Nam mà các báo chí bình luận hôm nay. Thì bây giờ kính thưa bạn, nói đến vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang đấu đá với nhau, mà Hoa Kỳ đặt trọng tâm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bước đầu tiên đến để tham dự cái ngày tang lễ của Nguyễn Phú Trọng. Đó là dấu hiệu cho thấy Việt Nam hết đường lựa chọn theo những gì người ta đang bình luận hôm nay. Thì bây giờ hãy chờ đến Ngoại trưởng của Hoa Kỳ và ông tham dự tang lễ, và sau khi đó thì giữa Việt Nam và chính sách đối ngoại ra sao, cũng như theo lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là sẽ nâng cấp quan hệ với nhau toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Việt Nam trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì hiện nay nói đến cơn bão số 2 hiện đang hoành hành ở các tỉnh miền Trung và lẫn cả Hà Nội. Trong những ngày sắp tới là những cơn mưa dồn dập, những cơn mưa nặng hột có thể ngập lụt khắp nơi từ miền Trung lẫn cả miền Bắc, mà theo khí tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo về tình hình báo động với cơn bão số 2 và những cơn bão sắp tới sẽ tiếp tục dồn dập vào Việt Nam. Tình hình hiện tại các bạn đã thấy, nói đến
về bước vào mùa mưa ở Việt Nam thì cơn bão dồn dập liên tục làm cho sự thiệt hại của người dân rất nhiều ở trước tình cảnh này, lại cộng thêm giữa các ngày mà tang lễ ở đất nước Việt Nam. Đó là chi tiết về các báo chí bình luận về tình hình đất nước Việt Nam trong 24 giờ. Dân thì Du Danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.